Liên quan đến vụ việc một người nước ngoài tử vong tại cơ sở thẩm mỹ Việt Thành trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp một số thông tin kết quả kiểm tra ban đầu của vụ việc. Cơ sở thẩm mỹ đã có những sai phạm liên quan đến việc thực hiện cắt vùng da hông cho khách hàng sau khi giảm cân. Thông tin chính thức từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, người đàn ông 53 tuổi quốc tịch Mỹ đến cơ sở này để cắt vùng da dư lưng hông sau khi giảm cân. Khi được tiêm thuốc tê khoảng 10 đến 15 phút thì khách hàng có dấu hiệu trụy mạch. Mặc dù đã được tích cực hồi sức nhưng khách hàng này đã tử vong. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố và Bộ Y tế trong chiều ngày hôm nay thì cơ sở này đã thực hiện việc phẫu thuật cắt vùng da bụng nằm ngoài danh mục được cấp phép. Đây là một cái vi phạm về cái quy chế hoạt động chuyên môn của cái bệnh viện rồi. Hiện nay chúng tôi cũng đang có cái sự phối hợp rất là chặt chẽ, phải hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật đối với lại bên công an, và chúng tôi sẽ có cái thông tin về cái kết quả. Theo các chuyên gia, cắt da vùng bụng và hút mỡ là kỹ thuật thẩm mỹ khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, kỹ thuật này cũng xảy ra tai biến, cần tư vấn và kiểm tra kỹ khách hàng trước khi thực hiện. Đối với những người bệnh nhân lớn tuổi thì chúng ta phải tuân thủ rất nghiêm ngặt những quy định. Ví dụ là chúng ta phải tiến hành thăm khám một cách cụ thể. Có một số trường hợp là không phản ứng sốc phản vệ, nhưng có một số trường hợp lại đến giai đoạn này thì có thể là có những cái phản ứng kèm theo đối với lại thuốc tê. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 5.000 ca thực hiện kỹ thuật cắt da hay hút mỡ vùng bụng mỗi năm. Tuy nhiên thời gian qua, một số trường hợp xảy ra tai biến hoặc tranh chấp giữa khách hàng và cơ sở thẩm mỹ. Vì thế, theo các chuyên gia, từ những vụ việc này, vấn đề hoạt động thẩm mỹ liên quan đến các kỹ thuật này cần được kiểm soát chặt.